Đây, bấm vào chọn rồi đây anh em. Đó, Orochi nè, rồi Yashiro nè, Similoi nè, Chít Viêm nè. Đó, chắc mình sẽ chọn con Similoi đi. Bởi vì anh em đang rất là thèm con này. Đó, nên... Ok, ui, ui. Đây anh em. Ui, what? Con Hoàng Phi Hồng nó có hồi sinh luôn, nó có vô địch luôn kìa anh em. Chưa gì hết, vãi đạn thực sự. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Xong đã lâu rồi chúng ta chưa có đi du học bên server Trung Quốc. Đấy, thì video này mình sẽ đi du học tầm cỡ vài chục phút đi anh em. Đó, để coi bên server Trung Quốc đang có những cái sự kiện gì ngon lành. Đấy, để review trước để anh em chuẩn bị tinh thần ha. Rồi ok, thì cái đợt Athengo ở bên server Trung Quốc thì mình cũng đã có review cho anh em coi rồi. Ông nào chưa coi có thể nhấp vào video đó coi ha. Nói chung là đồ khá là ngon. Đồ chắc chi đồ ngon. Ok. Thì tiếp theo nữa đó là có một cái nữa đó là cái sự kiện chiêu mộ bên server Trung Quốc. Đây anh em. Đó, nhấp vào chiêu mộ. Thì trước mắt anh em có 4 con team mảng xà. Đấy, SSR của team mảng xà luôn. Đó là gồm có Orochi nè, rồi Yashiro địa nè, rồi Similoi nè. Trời ơi, con Similoi này ở bên server Việt Nam chúng ta là mấy ông đang rất là hóng ra luôn đấy. Và con chích viêm chích hỏa. Trời ơi, bốn con này SSR. Thì cái này hình như là chúng ta sẽ chọn một trong bốn con để chúng ta quay hay sao đấy anh em. Ok, hay là quay có xác suất ra bốn con anh em nhờ. Ok, không nói nhiều nữa thì mình sẽ thử, mình bấm vào thử coi. Chứ cái sự kiện này là mình chỉ có thấy thôi, mình chưa có sử dụng, mình chưa có ấn vào gì hết để dành review cho anh em coi đấy. Đây, bấm vào chọn rồi đây anh em. Đó, Orochi nè, rồi Yashiro nè, Similoi nè, Chít Viêm nè. Đó, chắc mình sẽ chọn con Similoi đi. Bởi vì anh em đang rất là thèm con này. Đó, nên là mình sẽ chọn luôn. Bấm cái màu tím coi cái gì. Sâu tướng hả? Màu vàng coi. Gì đây? Rồi chọn rồi đấy anh em. nó kêu mình là có quyết định chọn hay không. Mày có chơi Similoi không? Đó, đã chọn qua thôi anh em. Đây là lần Ri đây. Ây chà. Nó quay su xanh nha. Đây anh em, bởi vậy mình nói rồi, tất cả cái con tướng SSR sau này nó đều chuyển qua thành su xanh cả. Nên anh em nông dân cứ tích su xanh và kim cương từ từ là vừa. Đấy. Trời, ở đằng sau nó có cái hiệu ứng lôi lôi đè, lửa lửa đẹp quá ta. Ủa, coi bấm chắc mình sẽ nhân 10 đi anh em, quay ít 10 thử coi có ra hay không, để cho anh em coi đã mắt luôn. Đang có 7 su xanh nè. Ok, dứt. Trời ơi, Andy nữa hả? Giờ này mà còn Andy quái thực sự. Trời, rồi xong, ra con ráp là coi như là không có đây, con ráp là coi như là không có con Simi rồi. Trời, được 20 mảnh của Yukio đó kìa. Vãi đạn chưa, bên này coi có cái gì. Trời ơi, ngon. Mảnh vật năng siêu luôn anh em. Trời ơi, cái sự kiện này ra mà cho anh em nông dân ở bên Việt Nam ta là chắc hơi bị sướng đấy. Thì anh em cứ yên tâm đi, thì cái phiên bản ở server Việt Nam chúng ta là nó chạy theo cái phiên bản ở bên server Trung Quốc này. Đấy, nói chung là nó cũng không có bóp bao nhiêu đâu. Nên anh em cứ chơi lâu dài, sau này là tướng SR kiếm rất là dễ. Chỉ có UR là khó thôi. UR thì anh em phải quay hồn hộp mới được. Đấy, coi những cái sự kiện. Quay mèo. Cái này gọi quay mèo. Trời ơi, đổi được 50 mảnh của con Irino này anh em. Ghê thực sự. Coi bên này coi. Ui ôi, chúng ta nạp móc được ca phẩy nè anh em, được hồn vũ khí ca phẩy nữa nè. Cái móc này hình như là mình đếm là hình như là 10 ngày đấy anh em, 10 ngày. Mỗi ngày tầm cỡ 20k. Ơ, mỗi ngày tầm cỡ này là chắc cho ri luôn rồi. Bởi vì cái điểm VIP của anh em sau đó là anh em nhận là vẫn được luôn nha anh em. Ôi ôi, gói này ngon quá ta. Đây anh em, nạp được tướng SSR nữa nè anh em. Đây Kula SSR gốc, Nakoruru SSR fake. Mai cũng vậy. Ồ, đây là vé đi chiến bài nè. Ok,
Để mình ráng lên level 64, hình như chiến bài quyền hồn là sẽ mở đến level 64. Thì mình cố gắng lên level 64 để mình review cái chiến bài quyền hồn cho anh em coi. Rồi ở bên này, đây anh em có rất là nhiều tính năng luôn. Cái tính năng này là quay cái con mai nè anh em. Tính năng này quay con mai nè, để anh em ghép vào cái sách nè. Đó, trời ơi. Ok, thì cái tính năng này để mình review sau đi nè. Review sau đi. Đấy, sau rất là nhiều tính năng cho anh em coi luôn. Đấy, review sau đi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề chính. Chứ nãy giờ nói review lúc đầu không mà anh em cũng chán luôn. Cái vấn đề chính của ngày hôm nay đó là mình đã đặt cái tiêu đề đó là con Iori thường khi mình ép mắt thì nó sẽ mạnh và nó bá đạo như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng ra cái video mà mình sưu tập ở một cái app ở WeWe đó nè. Ok anh em, thì đây là một trận đấu có sự góp mặt và xuất hiện của con Iori thường lên được ép mắt. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vào xem trận đấu luôn. Ok. Ôi, đang ông nào đang đánh ông top 2 đây anh em. Ok, ok. Ôi, đấy con Iori thường chúng ta đang để ở slot giữa ở team bên trái của chúng ta. Thử coi ép mắt nó như thế nào nha anh em. Thì chắc nhiều ông cũng thấy con Iori thường này nó ép mắt rồi. Thì chúng ta cùng coi luôn. Iori ở bên phải chưa ép mắt nha anh em. Iori bên trái mới ép mắt rồi, chắc rồi. Ôi ôi, Amakusa nó búp nổ chơi liên tục thôi, chơi hết nằm sắp rồi kìa anh em. Ok, con Iori thường chúng ta đang trắng cay máu. Thử coi coi ép mắt nó hút được bao nhiêu máu nha anh em. Ôi, đây một quả nè. Cái gì? 30 mấy triệu đam á. Vãi đạn, ui ui, 14 triệu ram, 7 triệu ram. Trời ơi, con Iori thường khi mà S-Max nó quýnh một phát 30 mấy triệu ram á. Đã vậy mà nó còn cộng thêm hút máu nữa anh em. Đây là sức mạnh con Iori thường ha, mà con Iori nộ là không thể đạt đến. Thì khi nào mà con Iori thường theo mình thấy nó là S-Max thì nó sẽ chơi một cái tuyệt chiêu. Một cái siêu tuyệt kỹ giống y chang như con Iori nộ mà hồi sinh đó nè. Tuyệt sĩ con Iori nộ khi mà nó hồi sinh đấy. Đấy là nó sẽ trưởng xuống đất một cái cột lửa. Trời ơi, Kula cũng ép mắt rồi anh em ơi. Ghê thực sự. Đấy, bởi vậy mình nói anh em nuôi Kula, Iori và thêm con Mai nữa. Đấy, lay về sau khá là ngon. Ok. Đấy, anh em nào có cảm nhận gì về con Iori thường khi mà lên ép mắt thì đánh đấm như thế nào ha. Thì theo mình thấy con Iori nổ thì đam nó to thực sự đấy anh em. Hình như là con Iori nổ nó không hút máu đó, nó không hút máu mà con có hút máu anh em đó. Còn mà con Iori thường là chắc chắn là có hút máu rồi, nên là cái khả năng trụ lại đường của nó đấy anh em thì nó rất là trâu bò và khó chịu. Đấy, đã vậy mà khi mà lên S-Max đam nó to thực sự. Hồi nãy anh em thấy pha đầu tiên khi mà nó siêu tuyệt kỹ thì nó quất một quét là 33, theo mình thấy là 33 triệu đam đó. Còn sau thì nó sẽ hồi nộ và nó chơi được thêm hai cái siêu tuyệt kỹ nữa. Trời ơi, thứ nào mà chịu nổi anh em. Ok, dư một chút thời gian chúng ta sẽ cùng coi thêm một cái trận đấu. Thì hồi nãy mình có để thấy một cái trận đấu có sự xuất hiện của con Hoàng Phi Hồng, Ly Hoàng Phi Hồng. Đấy, chúng ta cùng coi cái trận đấu đó, thử coi coi Ly Hoàng Phi Hồng ở bên server Trung Quốc coi coi nó búp như thế nào nha anh em. Đây anh em, đây là cái trận mà có sự góp mặt của Hoàng Phi Hồng đây. Thì team bên trái chúng ta là một anh VIP 11, 7 triệu 8 lực chiến. Đó, có Iori, K7, Kadizalit, Iori, Mai và con Hoàng Phi Hồng. Đó, team bên phải chúng ta là 7 triệu 3 lực chiến. Đó, VIP 10. Ok, có Iori thường nè, Orochi nè, Kyo nè, Hamaru nè, Iori nổ nè và con Angel. Đó, này VIP 10 mà sao giống nông dân người ta. Ok, chúng ta cùng coi cái trận đấu này luôn. Thử coi coi con Hoàng Phi Hồng ở bên server Trung Quốc có cái sự khác biệt gì đối với Hoàng Phi Hồng ở bên server Việt Nam không nha anh em. Đấy,
Thì như anh em biết thì con hàng phi hầm thì nó sẽ búp giáp ảo theo thủ của nó và cũng như là theo tầng thiêu đốt. Đấy, thì team bên trái của chúng ta là sẽ có Mai nè, đó là team lửa, hàng phi hầm team lửa và con Chrysalis là team lửa. Đấy, không biết có đủ tầng thiêu đốt để con hàng phi hầm này nó búp giáp hay không, ta cùng coi thử nhé. Ok, ui, đây anh em. Ui, what? Con hoàng phi hồng nó có hồi sinh luôn, nó có vô địch luôn kìa anh em. Chưa gì hết, vãi đạn thực sự. Theo mình biết là con hoàng phi hồng là cái hồi sinh, cái vô địch của nó nếu mà có thì điều kiện là phải đánh vào, đánh vào, nó kêu là tất cả các con tướng ở bên team địch là phải có tầng thiêu đốt thứ ba. Đấy, ba tầng thiêu đốt nó mới có hiệu ứng vô địch. Mà cái đợt này là con hàng phi hồng là nó nhận luôn vô địch luôn anh em. Khó hiểu thực sự. Trời ơi, Irino đợt này gần chết rồi anh em ơi. Đấy, bởi vậy rất là khó hiểu ở cái pha này. Anh em nào biết về cái vụ này thì hãy comment bên dưới ha, cũng như là bàn luận cái vụ này. Còn con hàng phi hồng ở bên CV Việt Nam chúng ta thì mình đánh hoài mình biết rồi. Tuy nó nhiều tầng thiêu đốt hơn, thức tỉnh vũ khí đồ luôn các thứ, mà nó lại không có nhận được vô địch. Giống như nó bị lỗi hay sao đấy nè. Ok. Rồi, ôi. Hoàng Phi Hồng và con Mai đánh rồi nó cũng búp cái tầng giáp ảo cũng khá là ngon đấy anh em. Irino nó cào. Đánh hoài không bể nổi giáp ảo anh em. Đấy, lấy về, anh em nông dân lấy về. Đó, đánh cũng không lại những anh em nông dân khác. Đánh đâu có bể giáp ảo nổi đâu anh em. Cho nó hồi sinh luôn kìa. Trời ơi, bên kia cũng đâu có yếu đâu anh em. Thực sự. Đấy, bởi vậy mình coi xong cái pha đó mình thấy, ủa, mạng phi hồng này nó dễ có vô địch quá vậy. Sao bên CV Việt Nam ta là đánh 3 tầng đồ các thứ mà nó không có lên vô địch. Hình như là con hoàng phi hồng hồi nãy là chỉ đánh được 2 tầng thôi, sao nó lên rồi. Rất là khó hiểu. Rồi ok, thì anh cái video này có rất là nhiều cái vấn đề để chúng ta suy ngẫm và cũng như là comment ở dưới, bàn luận ở dưới. Nếu anh em có ý kiến gì thì hãy comment ở dưới ha. Đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình nha. Anh em biết nhiều nha.